chủ quan coi thường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đây là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm rất lớn trong cộng đồng. Chính vì vậy mà chiều qua, ngành chức năng thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân cần thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, tiếp tục hạn chế các hoạt động tụ tập đông người và phải giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Người dân phải thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, đó là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Ngành chức năng sẽ xử phạt hành chính những người không tuân thủ nghiêm. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội cũng sẽ được kiểm soát chặt chẽ như yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không tụ tập đông người.